Vị nữ diễn viên hạng 8 Chu Vũ này mở miệng ra là thêm phụ âm. Tiểu Túc Bảo cảm giác lỗ tai của mình như bị tra tấn. Tô lão sư, hình như Túc Bảo rất thích ăn bánh ngọt nha. Có cần tôi đi lấy thêm cho cô bé hai cái không? Không cần, còn ăn nữa, cái bụng nhỏ đều sắp vỡ rồi. Mèo mước nhỏ, ăn vụng thì phải biết dọn sạch sẽ, đã biết chưa? Vâng, cháu biết rồi. Chu Vũ vì muốn thu hút sự chú ý của Tô Lạc, cố ý giả trang ra một dáng vẻ cực kỳ yêu thích trẻ con. Ha ha, Túc Bảo thật đáng yêu nha. Mò mò đát, nào, tỉ tỉ bé một cái. À gì, trong cổ họng của gì có phải bị mắc một cục đờm không? Túc Bảo vui tính quá. Vậy chính là mắc một cái rét. Đây gọi là làm điệu. Cháu đã hiểu chưa? Cháu hiểu rồi. Tô lão sư, tôi không phải. Chu Vũ ủy khuất ba la ý đồ bán thảm để nhận đồng cảm. Nhưng Tô Lạc đại ảnh đấy không có chút hứng thú nào với trò vặt của cô ta. Bé theo Túc Bảo quay người rời đi. Ai nha, trẻ con chính là thẳng thắn. Đừng có nói thật như vậy chứ. Tư tiểu thiếu gia người ta cũng không nói sai nha. Tôi vẫn luôn cảm thấy người nào đó thật buồn nôn. Người lớn như vậy rồi, còn cố bắt chước giọng trẻ con để nói chuyện. Ra vẻ ngây thơ, cái kẹp chết tịt. Tôi thật không phải. Giọng nói của tôi vốn là như vậy. Tôi vốn là đến tìm Túc Bảo đoán mệnh, hỏi xem vận thế sắp tới của tôi, kết quả bị cái kẹp chít tịt này làm hỏng rồi. Tư Diệt Nhiên như cái đuôi nhỏ một tấc cũng không rời đi theo Túc Bảo. Đi theo chúng tôi làm gì? Cha cháu bảo cháu trông coi em ấy. Nghe nói tiểu thiếu gia Tư gia tính cách còn lạnh lùng hơn cha nó, chuyện nó không muốn làm không ai có thể ép được nó. Xem ra tiểu tử này từ nhỏ đã phải phòng. Túc Bảo, làm sao cháu biết 10 giờ 18 phút sẽ xuất hiện tường quang? Túc Bảo tính toán ra. Cháu tính thế nào? Cậu xem kỹ nhé. Là tính như thế này ạ. Mợ nó, tiểu nãi đoàn này thật đúng là đem lão ô quy trong nhà mang tới đây, đặt ở trong cặp sách mà không bị ngạt chết. Túc Bảo tính ra cái gì? Cậu bốn, cậu sẽ có số đào hoa đó. Gần đây ra ngoài phải cẩn thận nha. Cậu bốn sẽ bị yêu tinh thu đấy. Yêu tinh gì? Tiểu yêu tinh gây rối. Gì mà đào hoa kiếp, còn bị thu, tuyệt đối không thể nào. Vậy thật đúng là phiền phức. Ân ân, phiền phức rất lớn rất lớn. Cậu bốn sẽ rất thảm. Tiểu gia hỏa thật sự là càng nói càng thái quá. Đột nhiên, phóng viên núp ở trong bóng tối bắt đầu chụp ảnh răng rắc. Tô Lạc nhạy bén phát giác ra sự tồn tại của ống kính. Muốn chụp thì ra chỗ thoải mái mà chụp. Nhớ là chụp chúng tôi đẹp một chút. Được rồi, Tô lão sư, nhìn bên này. Tô lão sư, cháu gái ngài thực sự là quá đáng yêu rồi. Mặc dù mình rất ghét chụp ảnh, nhưng nếu như là chụp cùng Túc Bảo, vậy cũng không phải là không được. Tiểu công chúa Tô gia chúng ta đoàn sủng, thì nên để toàn thế giới đều biết. Lúc này, yêu tinh gây rối Chu Vũ lại chạy tới cọ ống kính. Tô lão sư, vừa rồi người ta có phải là nói sai lời gì rồi không? Nếu như có, vậy người ta xin lỗi Tô lão sư. Nếu như hoa đào mà Túc Bảo nói là Chu Vũ, vậy lão tử đêm nay liền đem người chặt suốt đêm. Không ai nói cô rất phiền sao? Là bởi vì giọng nói của tôi sao? Tô lão sư, đây thật sự là giọng nói vốn có của tôi. Nếu như ngài không thích, hôm nay tôi liền bắt đầu huấn luyện thành sắc. Tiểu ca ca, đây có phải gọi là âm hồn bất tán hay không vậy? Đúng vậy. Wow, Túc Bảo lại học được rồi. A di gì thật sự là âm hồn bất tán. Túc Bảo, không thể nói tỉ tỉ như vậy nha. Chu Vũ rất rõ mình bị người khác ghét đến mức nào, nhưng cô ta vẫn cố đổ thừa không đi, chỉ vì có thể để cho phóng viên chụp thêm mấy tấm hình. Chỉ cần ảnh chụp tuyên bố ra ngoài, mình liền có thể mượn xì căng đan của ảnh đế và Tô gia tiểu thiên kim gia trì. Trong vòng một đêm trở thành tiêu điểm. Nhưng mà, ngay tại thời điểm cô ta ảo tưởng bản thân cấp tốc nổi tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tô Lạc như là một cái trọng chùy, lập tức đem mộng đẹp của cô ta đánh cho vỡ nát. Ảnh chụp hôm nay các anh chụp, nếu như dám cả gan truyền ra ngoài một tấm, tự gánh hậu quả. Dạ được Tô lão sư. Vậy Tô lão sư, ảnh chụp vừa rồi của ngài và Túc Bảo tiểu thư có thể công khai không? Cái này có thể. Tô Lạc không muốn nhìn thêm Chu Vũ một chút nào, bế theo Túc Bảo trở về khu nghỉ ngơi hội trường. Tô ảnh đế xác thực chưa hề cùng nữ tinh nào qua xì căng đan, nhưng cũng từ không cự tuyệt cùng nữ tinh chụp ảnh chung nha. Xem ra ảnh đế là thật sự rất ghét Chu Vũ. Túc Bảo cúi đầu ủ rũ, nhỏ giọng an ủi cái bụng nhỏ tròn tròn của mình. Ngoan nào, cậu bốn không cho bạn ăn bánh ngọt đâu. Tôi có thể làm gì được chứ? Hu hu hu, kẹo cũng không cho ăn đâu. Đồ uống cũng không cho uống một ngụm. Quá đáng thương rồi đi. Tiểu gia hòa, lắm trò thật đấy. Các tân khách ở hội trường nghe nói Túc Bảo tính ra trời giáng tường quang, nhao nhao hiếu kỳ chạy qua đây tìm cô bé đoán mệnh. Túc Bảo tiểu thư, cháu có thể giúp ta tính toán không? Con dâu nhà ta khi nào thì sinh? Là con trai hay là con gái vậy? Thưa bà, cháu của bà 3 ngày sau là chào đời rồi đó. Nói vậy, con dâu ta mới mang thai 8 tháng. Cách ngày sinh dự tính còn sớm mà, ít nhất cũng phải hơn 1 tháng nữa mới sinh. Cháu cái này đoán mệnh một chút cũng không chuẩn. Đây là cách biệt gần 2 tháng đấy. Trừ phi con dâu có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Sư phụ phụ nói rồi, chuyện tính mệnh này, người ta tin thì tin, nếu như không tin, không cần lãng phí thời gian của nhau.
Tô tiểu tiểu thư, có thể nể mặt giúp tôi xem một chút vận thế sắp tới thế nào hay không? Tỷ tỷ, chị sắp tới ở phương diện sự nghiệp sẽ có quý nhân tương trợ, nhưng phải thật tốt bắt lấy kỳ ngộ này đấy. Trời à, quá tốt rồi, cảm ơn Tô tiểu tiểu thư. Túc Bảo, có thể cũng giúp tỷ tỷ tính một chút không? Chị khi nào thì có thể phát nhanh đây? Hả, tỷ tỷ chị muốn phát nhanh sao? Thế nào mới tính là phát nhanh chứ? Chính là trong vòng một đêm trở nên có tiền, rất nhiều tiền, còn nhiều tiền hơn Tô tổng. Vậy tỷ tỷ, chị cũng chỉ có thể nằm mơ thôi, không thể nào nhiều tiền hơn cậu cả được đâu. Cậu cả của Túc Bảo thế nhưng là siêu cấp lợi hại đó. Hu hu hu, không chuẩn, một chút cũng không chuẩn, khẳng định là thổi phồng lên. Ha ha, mê tín kiểu hiện đại. Cái gì gọi là mê tín kiểu hiện đại? Mê tín hiện đại, ví dụ như khi gặp một cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ an ủi bản thân, giấc mơ đều trái ngược. Nhưng nếu như là giấc mơ đẹp, tuyệt đối sẽ cảm thấy mình sắp gặp may rồi. Còn có câu nói mắt trái nháy có tiền, mắt phải nháy có tai họa. Khi mắt trái nháy, đại đa số người đều sẽ nghĩ có chuyện tốt sắp xảy ra rồi. Nhưng khi mắt phải nháy, thì lại an ủi bản thân, chỉ là mình dạo này quá mệt thôi, nên mí mắt mới nháy. Đây chính là mê tín kiểu hiện đại. Wow, tiểu ca ca, đây là lần mà anh nói chuyện nhiều nhất, thật là lợi hại. Mình còn tưởng rằng em ấy sẽ khen mình hiểu biết nhiều chứ. Trẻ con mà, chính là ngây thơ, điểm chú ý luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Sau khi buổi lễ của Đường Minh Thịnh Thế kết thúc, Túc Bảo cùng hai người cậu chuẩn bị ngồi xe về nhà. Nếu như lần sau gặp lại, mình sẽ mang hai viên kẹo cho em ấy. Hai viên là bởi vì em ấy thích ăn. Không cho nhiều hơn, bởi vì sợ em ấy sâu răng. Tổng giám đốc Đường Minh Thịnh Thế Đường Điền Điền, khi nghe nói Túc Bảo đem Tư tiểu thiếu gia cứu trở về, lại tận mắt nhìn thấy tường quang vừa rồi, nội tâm kích động không thôi. Túc Bảo thật đúng là tiểu tổ tông của Tô gia mà. Mình nhất định phải tìm một cơ hội mời cô bé xem cho mẹ mình. Bệnh của mẹ thực sự quá quỷ dị rồi. Đưa tiễn Tô gia và Tư gia. Đường Điền Điền lập tức phân phó trợ lý bên người nói: ghi nhớ đây, sau này chỉ cần là Tô tiểu tiểu thư tới, không cần gọi thỉnh cầu cũng không cần báo cáo, trực tiếp đi mời thợ làm bánh ngọt ngon nhất tỉnh đến, làm bánh ngọt tại chỗ cho tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư không thể ăn quá ngọt, không thích vị sô cô la, thích bánh ngọt hoa quả, thích kẹo hoa quả. Đem những thứ này viết vào trong sổ tay nhân viên đi, tuyệt không thể có bất kỳ bỏ sót. Tôi hiểu rồi Đường tổng, tôi sẽ đích thân bảo đảm mỗi một chỉ thị đều nghiêm ngặt chấp hành.